đánh bom tại thành phố Timbuktu của Mali làm 4 người bị thiệt mạng, tin từ Timbuktu. Một chiếc xe bom đã nổ ở thành phố Timbuktu của Mali đã làm ít nhất 4 người bị thiệt mạng và hàng chục người đã bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ ngày tân tổng thống nhậm chức và diễn ra chỉ vài ngày sau khi dân quân người du mục Tuareg tuyên bố rút khỏi hiệp ước đình chiến và tìm giải pháp hòa bình với chính phủ. Nhân chứng cho biết là tên đánh bom tự sát đã cho nổ chiếc xe gần một trại quân ở Timbuktu. Trong ngày hôm qua, thì hai tên đánh bom tự sát đã dùng xe đẩy tấn công tại thủ đô Bamako. Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta được đắc cử trong tháng 7, hứa hẹn là sẽ đem lại an ninh cho Mali.